Diễm Kiều xin được gửi lời chào đến quý khán thính giả đang đến với podcast của Phú Miêu. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 31 tháng 1 năm 2023, tức mùng 10 Tết. Ngày này từ lâu đã được xem là ngày vía thần tài may mắn ạ. Và Diễm Kiều tin rằng là trong số rất nhiều những quý vị đã nghe podcast cũng sẽ có nhiều hoạt động may mắn trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, tương tự như thông điệp chủ đề Hội Hoa Xuân Phú Miêu vừa rồi, lời chúc năm mới thật nhiều sức khỏe, phát lộc, phát tài là điều mà Diễm Kiều và ban biên tập cũng xin được gửi lời chúc đến quý vị. Đô thị văn minh, cộng đồng nhân văn, chủ đầu tư và cư dân cùng thịnh vượng, đô thị phát triển, song hành cùng nhịp tăng trưởng của thành phố. Và chắc hẳn với những ai đã biết yêu mến thương hiệu Phú Miêu sẽ có đôi lúc tự đặt câu hỏi, vì sao đô thị Phú Miêu ra đời, tại sao có tên gọi Phú Mỹ Hưng? Và đô thị này có quy hoạch như thế nào? Kính thưa quý vị, năm 2023 là một năm đánh dấu cột mốc 30 năm kể từ khi công ty Phú Mỹ Hưng được thành lập và góp phần vào công cuộc thay da đổi thịt Nam Sài Gòn, từ một vùng đất đầm lầy lao sậy trở thành một đô thị hiện đại như ngày hôm nay. Và ban biên tập của chúng tôi nhận thấy là đây là một cái thời điểm rất hợp lý để có thể chia sẻ sâu hơn về quá trình hình thành, phát triển đô thị. Và đến với chuyên mục Phú Mỹ Hưng 3 thập niên nhìn lại là chuỗi bài viết về Nam Sài Gòn, Phú Mỹ Hưng được đăng tải trên các bài báo, các bài tham luận trong các hội thảo phát triển đô thị, các bài chia sẻ từ các nhà báo, chuyên gia, cư dân và đối tác. Thưa quý vị, có những câu chuyện bài viết đã được thực hiện cách đây khá lâu, do đó là có những thông tin cũng sẽ được hiểu theo bối cảnh lúc bấy giờ. Và nhằm đi trực tiếp vào câu chuyện, chúng tôi xin phép được lược trích một số nội dung. Và bây giờ, xin được mời quý vị sẽ cùng lắng nghe trích lược bài viết Một vẻ đẹp bí ẩn đã được đăng vào ngày 2 tháng 6 năm 2015 trên báo Thanh Niên. Bài viết thuộc chuỗi ký sự Phú Mỹ Hưng được đăng tải bởi tác giả Hoàng Hải Vân. Trao đổi với nhóm làm ký sự chúng tôi, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hòa, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh bảo rằng không phải ngẫu nhiên mà phần lớn các đám cưới ở thành phố đều đến đây chụp hình. Sao người ta không đến nơi khác chụp hình mà lại đến đây? Là do cảnh quan ở đây đẹp, cái đẹp của hiện đại nhân tạo hòa quyện với mây trời, cỏ cây, sông nước. Theo ông Hòa, nói đến vẻ đẹp của Phú Mỹ Hưng, không nên chỉ nói về kiến trúc mà trước hết phải nói đến quy hoạch. Sự độc đáo là các công trình được bố trí trên một nền tảng quy hoạch tốt, đường xá hợp lý, cây xanh hợp lý, diện tích dành cho cộng đồng hợp lý, các thứ như không gian hợp lý, tận dụng và tôn tạo tối đa các yếu tố thiên nhiên. Phó giáo sư tiến sĩ Hòa nói, họ còn làm chủ nhiệm khoa quy hoạch trường đại học kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Ông thường giới thiệu bản đồ án quy hoạch khu Nam Sài Gòn cho sinh viên, coi như một đồ án mẫu. Dù lúc đó khu đô thị Phú Mỹ Hưng chưa hiện hình, nhưng ông đã nhìn thấy sự kết hợp hoàn hảo giữa ý tưởng của nhà quy hoạch và ý tưởng của nhà đầu tư. Sau này, những học trò thành đạt của ông đều nói, những ý tưởng quy hoạch mà thầy giới thiệu từ bản đồ án là rất có ý nghĩa. Có người nói, thực chất tới 50% diện tích công viên của Thành phố Hồ Chí Minh 8 triệu dân, nằm ở Phú Mỹ Hưng sẽ là 25.000 dân. Tôi không biết sự ước tính đó gần với thực tế tới đâu, nhưng nhìn một cách bao quát thì Phú Mỹ Hưng giống một khu nhà vườn rộng lớn. Một so sánh khác cũng cho thấy, tổng diện tích công viên, vườn hoa và cây xanh giải phân cách của Thành phố Hồ Chí Minh hiện chỉ còn khoảng 500 hecta, số liệu từ năm 2010 là 535 hecta, chỉ bằng một nửa so với con số 1.000 hecta thống kê vào năm 1998, tức là diện tích cây xanh đô thị của toàn thành phố giảm một nửa chỉ trong vòng hơn 10 năm, mặc dù năm nào cũng báo cáo lượng cây xanh được trồng là rất đáng kể. Mật độ cây xanh toàn thành phố chỉ ở mức chưa được 1m² trên người. Sự sụt giảm mật độ cây xanh là do hàng loạt các dự án khu dân cư không tuân thủ quy hoạch, chủ yếu là nhiều diện tích dành cho cây xanh bị tùy tiện sử dụng xây dựng nhà ở hoặc các mục đích khác để kiếm lợi nhuận. Trong khi đó, chỉ tính riêng khu A của Phú Mỹ Hưng, trong tổng số diện tích 433 ha, đã có 124 ha được phủ xanh và 50 ha diện tích mặt nước. Mật độ cây xanh ở đây lên tới con số mơ ước 8,9m² trên một người. Hiện nay dân số khu đô thị Phú Mỹ Hưng có khoảng 25.000 người, trong đó khoảng trên dưới một nửa là người nước ngoài đủ mọi châu lục. Một khu đô thị của Việt Nam mà có thể dung nạp được mọi phong cách sống trên thế giới cũng là chuyện lạ.
Và ngay từ đầu, nhà đầu tư có chủ ý dung nạp các phong cách sống khác nhau nên đã tạo ra một không gian kiến trúc đa phong cách. Thiết kế khu đô thị là những kiến trúc sư xuất sắc của nhiều nước khác nhau, từ Mỹ, châu Âu đến Nhật Bản, Singapore và Việt Nam. Tại đây không có sự lặp lại đơn điệu, không có những con đường giống nhau, không có những khu nhà giống nhau. Các chung cư cao tầng được thiết kế rất khéo léo để không làm mất ánh sáng tự nhiên trong những công viên bên trong và các tầng thấp, đồng thời để cư dân trong mỗi căn hộ đều có thể thưởng ngoạn cảnh quan bên ngoài qua ban công hay cửa sổ. Bạn cũng cần biết rằng, các căn hộ được giao cho khách hàng đều không phải là những căn hộ được hoàn thiện với kiểu cách và nội thất giống nhau hàng loạt, mà người ở có thể bố trí theo phong cách và sở thích riêng của mình. Và phạm vi của sự khác biệt giữa các căn hộ ngay trong một khu nhà có thể là rất lớn. Một không gian sống không nhàm chán phải là nơi luôn tạo bất ngờ về cảm giác. Sự chuyển động cùng những tương tác của nó và tương tác với sự tĩnh lặng tạo ra cảm giác đó. Nhưng cái gì làm nên sự chuyển động và sự tĩnh lặng này là những bí ẩn tôi chưa chỉ tên ra được. Nhưng nếu sống ở đây, bạn sẽ cảm nhận được điều đó, cảm nhận không giải thích được bằng lời. Đang sống ở nơi này có những người bình thường và những người lãng mạn đi mây về gió. Có những người hiếu động và có những người thích lặng lẽ, những người nổi danh và có cả những ẩn sĩ. Và ai yêu Sài Gòn, gắn bó với Sài Gòn, có lẽ sẽ tìm được cái hồn của Sài Gòn xưa lẫn khuất ở nơi này, lẫn khuất trong cái bí ẩn của sự chuyển động và tĩnh lặng đó. Quý vị vừa nghe xong trích lược bài viết Một vẻ đẹp bí ẩn của tác giả Hoàng Hải Vân được đăng trong ký sự Phố Mỹ Hưng trên báo Thanh Niên vào ngày 2 tháng 6 năm 2015. Và chúng tôi hy vọng rằng qua bài viết này thì quý vị phần nào sẽ hiểu được quá trình hình thành nên vùng đất Nam Sài Gòn và khu đô thị Phố Mỹ Hưng thuở còn sơ khai. Và một lần nữa, thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin được gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã lắng nghe podcast Ký sự Nam Sài Gòn 3 thập niên nhìn lại. Và để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào của podcast, quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem sớm nhất các nội dung có trong podcast. Podcast sẽ được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên các kênh chính thức của Phố Mỹ Hưng. Và chúng tôi cũng rất mong là nhận được những chia sẻ, cảm xúc của quý khán thính giả về dòng ký ức hay bất kỳ cảm xúc, dấu ấn nào đối với con người đô thị Phố Mỹ Hưng qua email info@phomihung.com.vn. Còn bây giờ, Diễm Kiều xin chào và hẹn gặp lại.